Hello, xin chào quý chị và các bạn. Hôm trước thì em Dương đã quay báo giá và ngoại thất của chiếc Porsche 911 Carrera. Và hôm nay thì em sẽ đi vào chi tiết chiếc xe này để cho anh chị cùng xem kỹ hơn và tham khảo thêm anh chị nhé. Và em 911 Carrera này, nhà em là phiên bản Carrera với được trang bị gói ngoại thất màu vàng. Đấy, nên là nếu như trong hãng thì màu vàng này là màu mất tiền anh chị nhé. Đấy, còn như màu đen và màu trắng thì là màu miễn phí, tất cả các màu của Porsche đều mất tiền hết. Và trang bị thêm bộ đó là option tiếp theo là bộ đèn Xside này với công nghệ LED Magic của nhà Porsche. Đấy, chiếc này là đôi đèn này cũng rất là đáng giá anh chị nhé. Về giá cả thì em sẽ không nói chi tiết ở trên video vì sợ là nó sẽ dính ngay đến bản quyền. Đấy, em sẽ báo sơ sơ gọi là tổng thể những thứ mà chiếc xe này đã được độ thêm chính hãng này. Cái cũng dễ nhìn nhất là bộ vành với kích thước là 21 inch. Đấy, thì bộ vành này thì theo như trong hãng bây giờ cũng đang là rất là đắt. Đấy, mà rất nhiều xe muốn đặt với bộ vành này, nhìn rất đẹp, bộ vành kiểu hình chữ Y này và rất là nhiều chấu. Bên trong bộ vành ấy thì lại có thêm bộ kẹp phanh của Porsche, cũng là kẹp phanh độ anh chị nhé, cùng với đó là địa phanh đục lỗ thông hơi để dành cho xe thể thao hiệu năng lớn, hiệu suất cao ấy. Đấy, và như thường lệ thì những chiếc 911 thì bình xăng sẽ đặt ở đây anh chị nhé. Đây, bình xăng sẽ đặt ở đây, bình xăng sẽ đặt ở đây. Tiếp theo là tay nắm cửa này thì là cụp xòe, đây em sẽ khóa lại này, đấy nó sẽ cụp lại mở ra này, cụp tay ra đấy, rất là hay. Và như thường lệ thì nhưng theo những dòng xe thể thao của Porsche thì khi nào lốp sau nó cũng sẽ to lốp trước anh chị nhé, cái bề mặt ngang tiếp xúc với đường sẽ là to hơn. Đấy, vì là động cơ của chiếc 911 nó nằm ngay đằng sau đây, nó cần một lực ma sát đủ lớn để cho cái động cơ khi mà đạp ga lên nó không bị kéo lết cái bộ vành bánh đi. Đấy, nên bộ vành rất là to. Tiếp theo là đến phần đuôi xe thì chúng ta có một chi tiết rất là tinh tế của Porsche đặt là ngay đây là một chiếc đèn hậu này, ngay ở bên dưới nắp này. Tí nữa em sẽ mở ra cho quý vị là một hệ thống tản nhiệt của động cơ ở ngay dưới cánh này. Đấy, động cơ đặt sau. Và đây là một chiếc cánh gió. Đấy, cánh gió sẽ mở lên khi mà bạn đi đủ tốc độ. Các anh chị đi đủ tốc độ thì cái gió sẽ tự mở lên để ghì cái xe xuống. Đấy, tất nhiên là đèn hậu thì nó sẽ là nối liền. Đấy, kèm theo dòng chữ Porsche 911 Carrera. Đấy, bộ đèn hậu rất tinh tế đây. Đấy, đèn xi nhan rất tinh tế. Ngay bên dưới thì là có hệ thống 4 ống xả này. Đấy, động cơ lớn, hiệu suất lớn thì sẽ rất nhiều ống xả. Đây, 4 ống xả em quay cho anh chị xem. Đấy, tất nhiên là cảm biến thì chiếc này sẽ là cảm biến quanh xe rồi. Ừ, kèm theo là những cái phần ốp nhựa này cùng với là đèn phản quang để cho người đằng sau nhận biết này. Đấy, chiếc này đây. Bây giờ sơ sơ về phần bên ngoài đây, còn trên gương này có tích hợp hệ thống camera trong hệ thống camera 360 toàn xe. Em sẽ vào sâu bên trong đấy, để vào cho anh chị cùng xem chi tiết. Bên trong ngay khi vừa mở cửa ra này thì chúng ta có một hệ thống cửa không viền anh chị nhé. Đây, cửa không viền của xe thể thao này. Đấy, cửa không viền, cửa kính thì rất là dày để cậu chống ồn rất là tốt. Và cùng với đó là hệ thống nhớ ghế này, mở khóa này, rồi là gương gập chỉnh điện này, kéo kính này. Đấy, rất là nhiều. Và tiếp bên trong này chúng ta có đèn auto này. Đấy, cùng theo là hệ thống tùy chỉnh đèn sương mù và đèn định vị ban ngày cùng với đó là đèn pha. Em sẽ ngồi vào bên trong để cho anh chị cùng ngắm chi tiết nhé. Đấy, đây là phần vô lăng. Phần vô lăng này được bọc da cao cấp Nappa, cùng với đó là cái logo này là được mạ vàng thật anh chị nhé. Đây, logo này là mạ vàng thật này, cùng với logo ở trước đầu xe là có vàng thật 100%. Đấy,
rất là tinh tế. Đây, các phim bấm được tinh giản nhìn rất là tinh tế. Và hệ thống đắt tiền nữa mà em muốn nói với anh chị là hệ thống Sono Sport. Đấy. Chiếc này là cũng là mất tiền. Đấy là các chế độ lái của Porsche mà không phải xe nào cũng được có. Đấy là phải mất tiền để đặt ở đây anh chị nhé, trên vô lăng luôn nhé. Đấy. Cùng với đó là hệ thống Cruise Control, lim giữ tốc độ. Đấy. Và đây là công tắc bật đèn pha cốt thì anh chị đã biết rồi, như các xe ô tô bình thường. Đấy, thì nó hơi khác một chút thôi. Bên này là hệ thống gạt mưa. Đấy. Cùng với bên hệ thống gạt mưa đây là được ngay sau đây là hệ thống đồng hồ với mặt 5 mặt đồng hồ anh chị nhé. Với cảnh với là đồng hồ báo giờ này, báo nhiệt độ này. Đây là báo công tơ mét này. Đây là báo vòng tua này. Cùng với đó là đây báo các thông tin và đây là đồng hồ báo xăng. Đấy. Đây, một chút nữa em sẽ mở thêm nổ máy lên cho anh chị xem. Đây là đồng hồ giờ nha anh chị nhé. Khi nào nổ máy thì nó sẽ quay. Đấy. Các phím bấm như là nâng hạ gầm này, rồi là đèn ưu tiên này, chống trơn trượt này, là hệ thống giảm xóc này. Đấy, được tinh chỉnh hết ở trên mặt đồng hồ anh chị nhé, mặt táp lô. Đấy, chiếc này thì tí em sẽ khám phá thêm cho anh chị xem là nó là gì. Đấy. Đấy, bây giờ anh chị cùng em sẽ nổ máy lên để xem nó có gì anh chị nhá. Tiếng máy rất là uy lực. Đề nghị anh chị có thể cảm nhận được tiếng máy không ạ? Đấy. Chữ Porsche hiện lên màn hình nhá, mỗi khi nổ máy này, rất tinh tế này, hệ thống nâng hạ gầm này. Đấy. Cái này thì em đã thử rồi, nó nâng hạ gầm. Đấy, cùng với đó là hệ thống cái phím xoay để điều chỉnh cho màn hình anh chị.